À, xuống lắm em. Đây là bãi biển Lăng Cô, ngay chỗ bãi Thanh Tâm. Ôi, chị tươi đã ngồi cái ghế kia. Ủa chị, ủa bé chứ, bé xong ra ghế kia. Ghế nào gần gần đó. Ủa chứ mấy người đó có xuống không? Sắp xuống. Xuống hả? Xuống. Ờ xuống vậy ra cái kia. Có. Em làm đây, làm cho tụ cái hê cái. Anh. Rồi coi con Hương với Hân nó không tắm. Sáng nó tắm rồi. Đã có một số sai phạm về cái nội dung như sau. Đầu tiên là chúng ta khiêng lên, lùi rồi cho nó phải con bóng không được làm rơi bóng. Thứ hai là chúng ta phải dùng điện thoại của chúng này. Cho bật lại không được vượt qua bật lại. Và sau khi đón rồi, nếu xong chúng ta có quyền hạ xuống chạy bộ về. Chiếu đường xa quá vậy ta. Biển Lăng Cô nước rất là sạch và rất là trong.